Ngày 22 tháng 4, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 ngày 7 tháng 9 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch số 136 ngày 14 tháng 12 2009 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, các đơn vị đã trình bày các tham luận về công tác quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thực trạng công tác cấp thẻ, quản lý thẻ và thực hiện chế độ chi trả bảo hiểm y tế cho người dân và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đánh giá hiệu quả công tác khám chữa bệnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn khẳng định, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đến nay chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên, đến năm 2023 đã đạt 93%. Với những kết quả đạt được, đồng chí Hồ Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đoàn thể và các cơ quan đơn vị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội này. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 85 đến 90%, hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao khen thưởng cho 38 tập thể và 61 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 và kế hoạch số 136 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.